Bệnh nhân đã nằm viện gần một tháng, được chẩn đoán là viêm cầu lợn. Hai chân bệnh nhân đã bị hoại tử đen và có nguy cơ phải cắt bỏ. Bệnh nhân bị vi khuẩn liên cầu lợn làm nhiễm trùng máu, gây co thất mạch, gây tắc mạch máu và làm hoại tử các chi. Theo điều tra ban đầu, bệnh nhân có ăn tiết canh lợn. Còn đây là một bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nặng kèm theo suy thận, cũng được chẩn đoán là viêm cầu lợn. Hiện bệnh nhân phải thở máy và lọc máu liên tục với diễn triển bệnh xấu. Biểu hiện ban đầu đây là một cái tình trạng nhiễm trùng rất là cấp tính với cái biểu hiện sốt cao và rất run, rồi nhanh chóng đi vào những cái dấu hiệu nặng. Đấy là cái thể nhiễm trùng huyết, là bệnh nhân sẽ nó mệt, rồi đau khắp mình vậy, đau cơ, rồi đôi khi có thể chảy. Ở cái thể nặng thì nhanh chóng nó xuất hiện các cái tử ban ở bên dưới da. Những người bị bệnh nặng có thể tử vong do độc tố vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tạng mạc, suy đa phủ tạng, nhiễm khuẩn huyết. Chỉ sau thời gian rất nhanh, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng sốc nặng, tụt huyết áp, khó thở, tím tái, suy gan và thận nhanh. Nếu không được cấp cứu kịp thời, dễ dẫn đến tử vong. Tỷ lệ chết có thể tới 7%. Theo các bác sĩ, khi tiếp xúc với lợn, vi khuẩn liên cầu lợn xâm nhập ngay qua da, tấn công vào máu và gây ra nhiễm trùng. Đặc biệt khi ăn tiết canh lợn là nơi chứa nhiều vi khuẩn liên cầu lợn nên sẽ tấn công rất nhanh, sau 16 giờ sau khi ăn là bệnh nhân phát bệnh. Các chuyên gia cũng khẳng định bệnh lợn tai xanh và bệnh viêm cầu lợn không liên quan đến nhau, vì một loại là do virus và một loại là do vi khuẩn gây ra.